Hôm nay người bạn đi câu về, họ cho mình một con cá hồi salmon. Cá hồi này tháng 8, tháng 9 là bắt đầu mùa cá hồi á. Bạn mình câu và tặng mình con cá này. Bây giờ mình chuẩn bị phi lê. Hôm nay mình đăng cái clip cách phi lê cá hồi. Video rồi là chia sẻ sửa lại căn nhà cũ. Thì có những bạn vô ủng hộ mình, xem, like và đăng ký kênh. Thì mình hơi chậm, không có hồi âm được các bạn, thì các bạn thông cảm. Mình sẽ từ từ sẽ giao lưu với các bạn. Mình chậm qua kênh các bạn để giao lưu, bởi vì mỗi một ngày có thể mình chỉ xem có 2-3 cái video channel của các bạn khi các bạn vào kênh của mình. Bởi vì là mỗi khi mà mình coi á, mình coi luôn quảng cáo. Nếu các bạn mình nhìn mình thấy mà các bạn đã được bật quảng cáo kiếm tiền thì mình coi luôn quảng cáo các bạn để giúp lợi cho các bạn. Mình ráng mình coi hết cái video của các bạn, và nếu video nào dài ít nhất mình cũng coi hết 50%. Thì sở dĩ như vậy á, khi mà mình giao lưu với các bạn thì rất là chất lượng. Các bạn đừng nghĩ là mình không có trả lời các bạn đâu, có thể nhiều khi 2 tuần 3 tuần, nhưng mà bạn nào mà vô comment, like hoặc là đăng ký là mình sẽ hồi âm hết á, mình không có bỏ lỡ các bạn đâu. Khi mà video mới ra, những cái bạn nào mà đã xem video trước mà chưa thấy mình hồi âm, mình sẽ từ từ mình sẽ hồi âm hết các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình từ trước đến nay. Mình không có phụ lòng các bạn nha, và mình tiếp tục ủng hộ nhau để xây dựng cái cộng đồng YouTube mình càng ngày càng mạnh. Bây giờ chuẩn bị mình phi lê con cá này nha. Nó mới câu lên nè, tươi lắm, tươi trong luôn. Trước tiên là mình xịt rửa cho sạch nhà nhớt với cát bên ngoài. Con cá này là 32 inch. 32 inch là 81 cm, quá chừng to luôn. Trước tiên mình mổ bụng, mình lấy máu lấy ruột ra để cho mình rửa sạch cái bụng rồi mình mới bắt đầu mình phi lê nha. Cá cái nè, trứng quá chừng luôn. Trứng cá được bao nhiêu nè, còn đây là gan với bao tử thì mình bỏ nha. Giờ bắt đầu giờ rửa nha.
Rồi mình phải lê xong rồi. Phần sau này mình mỏi quá, mình làm hơi ẩu không được đẹp lắm. Tính cách cây nhà lá vườn thôi, mình chia sẻ các bạn một đoạn video mình phải lê cá. Đã đến mùa cá hồi ở tiểu bang Washington á, nên bạn bè câu cá hay cho mình cá, mình phải lê, mình quay một đoạn video mình chia sẻ các bạn vậy ha. Cảm ơn các bạn theo dõi video clip của mình.